Rồi, hôm nay là một cái video kế tiếp mà mình nói về cái cách mà mình đăng sách lên, nhưng mà mình sẽ chọn cái sách của mình đăng á là sách paperback. Paperback nghĩa là một cái bản sách mà nó là sách cứng, người ta sẽ mua và người ta sẽ Amazon nó sẽ in và nó sẽ ship cái quyển sách đó cho khách hàng. Thì cái này là bạn đã có cái quyển sách rồi, bạn phải tạo cover cho nó rồi và bạn phải có một cái trang bìa cho nó thì mới được. Vậy thì đầu tiên bạn chọn là create paper. Khi mà bạn chọn create paper, cái tiêu đề bạn cũng điền vô ha, thì giống như cái việc mà mình đăng sách trên cái khai đồ bút ở cái video trước, thì cái này bạn cũng chọn giống vậy. Thì mình sẽ đi nhanh cái chỗ này, cái chỗ series bỏ trống ha, chỗ edition number bỏ trống, chỗ mà tác giả thì bạn điền first name, last name mà điền đại vô. Bạn muốn tên gì thì bạn cứ điền vô tên đó cũng được. Chỗ này mình sẽ làm nhanh. Mô tả về cái quyển sách cũng giống như cái quyển sách khai đồ ebook ở video trước. Mình nói là mình sẽ sở hữu cái quyển sách này, mình là người viết nó. Và cái đối tượng tác giả của mình đó là không có liên quan đến vấn đề về sexual gì thì mình ghi là no. Mình không có giới hạn độ tuổi thì mình không điền. Cái thị trường mình đang bán á, là của Amazon.com, là của Mỹ. Mình không bán mấy cái thị trường kia, mình không chọn. Đây là cái loại sách, thì bạn phải chọn loại thì bạn mới được đăng ha. Thì mình sẽ chọn đại một cái loại nào đó, mình lưu cho nó nhanh. Và cái loại sách của mình đó là loại mà nó trang của nó ít, nó là một cái quyển sách bình thường thôi, nó không có phông chữ lớn. Thì mình chọn là low content. Nếu mà bạn sẽ in cái sách mà khổ lớn, phông chữ lớn này nọ, bạn có nhiều trang thì bạn chọn là loại dưới, là loại large, là loại lớn ha. Keyword thì bạn mình nói là mình cũng video trước mình cũng đầy giải thích rồi, thì keyword là từ khóa của cái quyển sách mình thôi. Mình muốn dùng cái từ khóa gì cho cái quyển sách của mình, khi mà khách hàng họ search ra cái quyển sách của mình thì mình điền vô. Bạn nên điền hết ở đây ha. Sau đó thì mình nhấn save continue. Ở cái phần Save Continue thì bạn thấy là nó sẽ đến một cái trang khác, và cái trang này nó sẽ hỏi mình là chọn cái loại, hay và nó mặc định mình là loại trắng đen với cái trang giấy giống như vậy. Nó làm ví dụ giống như vậy ha. Ở đây nó sẽ chọn mình loại kích cỡ, mình kích cỡ mình là bao nhiêu thì mình chọn cái kích cỡ đó, 69 là 15 nhân 22 cm. Rồi setting gì đó thì bạn chọn, không thì mình để mặc định vậy. Mà bạn muốn chọn cái size khác thì bạn chọn select different size. Nó có rất là nhiều size. Thì nếu bạn chọn size khác á, thì bạn phải thiết kế cái cover, cái quyển sách paperback mình đó, cho nó phải tương xứng. Rồi, ở đây có một manuscript, là cái mục mình up cái file của mình lên. Cái chỗ mà book cover các bạn, là mình thấy rất rất nhiều người nó hay bị lỗi chỗ này, là mọi người không biết cái cover của cái quyển sách mình nó kích cỡ là bao nhiêu. Thì ở đây nó có ghi nè mấy bạn, nếu mình chọn 69 thì cái cover của mình nó nằm trong khoảng là 15.24 x 22.86. Thì bạn có thể bạn dùng cái Photoshop á, hay là Canva gì đó, bạn thiết kế riêng cho nó một cái cover, sau đó bạn up cái cover của bạn lên. Còn không thì bạn có thể sử dụng là View Cover Creator. Thì khi mà bạn sử dụng View Cover Creator, bạn nhấn Laugh để cho nó mở cái cover của Amazon, nó tự nó tạo ra. Sau đó mình chọn cái cover mình thích thôi. Thì mình nhấn Continue ha. Mình bỏ nút tick ở đây mình chọn. Thì bạn thấy không, khi mà mình chọn như vậy á, là nó tự động nó chọn cho mình một cái cover riêng. Thì mình thích cái cover này á, thì mình chọn. Thì khi mà khách hàng họ mua á, nó sẽ in cái cover này nè thành cái bìa sách cho mình. Bạn không thích thì bạn chọn Choose This Design. Bạn có thể chọn màu nè. Bạn ở đây là bạn phải up cái tấm hình của bạn lên nữa. Khi nào mà bạn thấy cái chỗ này mà nó dấu chấm than, có nghĩa là bạn chưa có update, thì bạn cần phải up cái hình của mình lên ha.
cái sở là hình thành này đi. Bạn thấy là khi mà mình up cái tấm hình mình lên á thì nó không có bị mất dấu chấm than rồi, thấy không? Có nghĩa là nó đã lấp đầy rồi. Cái đoạn này nó bị thiếu không thì mình gõ vô ha. Mình có thể là bạn gõ một cái câu mà bạn giới thiệu về cái quyển sách của mình á, một cái câu ngắn thôi. Thì mình sẽ copy lại ở đây ha, mình đi vô mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Thì nó không có bị dấu chấm than nữa, có nghĩa là nó xong. Thì cái mặt sau của nó thường là mình sẽ giới thiệu về cái quyển sách của mình đó các bạn. Nên là các bạn soạn một cái đoạn văn gì đó mà khi mà khách hàng họ họ mua, họ đọc cái biển cái tóm tắt cái ngắn gọn, có thể bạn giới thiệu về về bạn chẳng hạn, hoặc là bạn về giới thiệu về quyển sách của mình. Còn ở đây là cái tiêu đề của cái sách, nó tự động nó sẽ cập nhật cho luôn. Đây là tên tác giả nè, mình có thể để tên quen cũng được, hay mình để cái tên kênh YouTube của mình là kênh Lê Lai. Mình có một cái kênh YouTube là tên là Lê Lai, cũng được gần 40.000 người đăng ký rồi. Mình muốn dùng cái thương hiệu này thì mình điền vô Lê Lai. Đây, ở đây là bạn thấy là cái cover này nó đang bị lỗi, nó báo lỗi đúng không? Thì bạn có thể là bạn bạn chọn để cho nó bị, cho nó hết lỗi đi. Mình sẽ chọn đó. Ở đây nó báo lỗi, khi mà nó báo lỗi nó sẽ nói là chúng tôi recommend là phải sử dụng 300 dB về chất lượng in, nhưng mà cái ảnh này thì nó chỉ có 210 dB thôi, thì bạn cần phải chọn cái hình nào mà nó có khoảng 300 dB đó. Nó có giải thích rõ đó bạn. Thì mình phải chọn lại một cái hình khác. Mình sẽ chọn cho mình khác khi nào mà bạn thấy là nó hết lỗi là thôi. Chọn background. Thì thường là mọi người hay bị lỗi ở chỗ đó thôi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chọn một cái tấm hình nào đó 3.300 nhân 200. Tôi sử dụng hình này coi. Hình này nó vẫn còn bị lỗi nè. Black and white. Background. Bạn thấy là khi mà mình sử dụng hình mà có độ phân giải càng cao quá thì bạn thấy nó bị mất cái dấu chấm than đi không? Có nghĩa là nó không có bị lỗi nữa. Thì như vậy thì bạn đã tự tạo vào một cái cover luôn cho mình từ cái creator, cái cover của Amazon nó đề xuất. Thì mình thấy là cái cover của Amazon nó cũng hay, nó cũng đẹp mà nó cũng nhanh đó. Thì bạn có thể dùng cách này. Còn không thì bạn tự thiết kế một cái cover cho mình dùng Canva hay là Photoshop gì đó. Sau đó mình nhấn nút review. Khi mà mình nhấn nút review á, thì nó bắt mình á, là mình phải review trước rồi mình submit, là mình duyệt cái cover đó thì mình mới được đăng lên. Thì bạn phải chọn vô cái nút review. Khi mà mình review thì nó sẽ mở hơi lâu một chút, thì bạn thấy là bạn coi ra là nó ok chưa? À mình thấy nó ngay ngắn rồi, nội dung nó ok rồi. Mình nhấn nút save submit coi như là xong. Save submit coi như là mình duyệt cái cover này. Sau khi mà duyệt cái cover này xong á, bạn kiểm tra coi là những cái thông tin này ở đây bạn còn thiếu gì không, mà có gì bạn chưa điền hay không. Sau đó bạn nhấn nút save continue, rồi bạn cũng đặt giá cho cái paperback này. Ở đây có cái chỗ là nó hỏi về AI mình chưa điền nè. Mình không có dùng AI ha, mình dùng AI là mình ấy á. Không có dùng AI. Rồi
Hồi nãy là mình soạn cái book cover rồi đúng không? Nhưng mà cái quyển sách của mình đó, mình còn còn phải chọn lab review trước cái nữa. Mình phải nó bắt mình phải review cái quyển sách của mình cái nữa. Hồi nãy mình mới review cái cover thôi. Thì mình cần phải nhấn vô cái nút nút này là mình review cái nữa thì mình mới sell được. Khi mà các bạn mà mình thấy các bạn đăng sách lên, các bạn hay bị lỗi chỗ này đó. Thì mình đợi nó load một chút. Thì cái việc mà bạn đăng cái sản phẩm mà bây giờ bác khai đầu ebook gì thì nó gần giống nhau hết á. Nó chỉ khác với nhau là nó khác ở vấn đề về cái cover thôi. Mình nghĩ là mình viết một cái quyển sách á, nó không khó, nó sẽ rất là nhanh á. Nếu mà thật sự các bạn có đầu tư, các bạn đam mê đầu tư, các bạn làm á, thì bạn có thể cố gắng là mình sẽ bổ sung cái quyển sách của mình á, vào một cái thư viện khai đầu ebook càng nhiều á, càng tốt. Nó sẽ giúp cho bạn là trau dồi được cái kỹ năng viết về sau và bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều thứ. Ngoài ra thì mình còn kiếm tiền được. Thì đây là cái quyển sách mà mình sẽ review. Sau khi mà bạn review xong á, thì cái nút approve đây nè, nó sẽ sáng lên. Bạn phải nhấn cái nút approve ở đây nữa thì mới được ha. Ở đây bạn thấy là do nó bị lỗi nè, một lỗi nó error nè. Ở đây nó báo là nếu như bản sách của bạn có bị lỗi mà không có gặp đến vấn đề về tiêu chuẩn để mà bút lịch thì bạn cần phải fix những cái lỗi này. Thì ở đây nó có, bạn đã chọn cái lỗi là cái lỗi cover là 69, kích cỡ là 69, nhưng mà cái file của bạn nó đang có kích cỡ là 8 chấm ở mức độ là 8,5 và 11. Thì mình có thể chỉnh lại cái cover mình cho đúng là 8,5 với 11 này nè các bạn. 8,5 với 11 này nè là mình mới được approve ha. Như vậy thì mình cần phải sửa cái lỗi này thì mình mới được approve. Sau đó vậy thì mình phải thoát ra và mình phải sửa lại. Là chỗ này nè các bạn. 69 nè. Cái của mình chọn á, nó phải là 8,5. Và độ cao là 11. Đó. Sau đó mình chọn mình lắp lại. Mình chọn đúng cái kích cỡ đó là mình sẽ được approve. Thì tương tự như vậy thì nó cũng load khá là lâu ở cái bước này. Thì mình sẽ đợi nó. Mình thấy là cái người Việt Nam mình á, mà tham gia mà viết sách trên Amazon khai đồ á, thực sự hiện tại bây giờ là mình thấy nó chưa có nhiều các bạn. Mình nghĩ một phần là do giới hạn về mặt ngôn ngữ, mọi người nghĩ là mọi người không thể biết được. Trong khi mà mình viết sách một cái quyển sách mà bằng tiếng Việt mà để một cái quyển sách mình nó ra nhà sách á, thì ở Việt Nam á thì nó qua rất là nhiều cái công đoạn. Nó phải được bộ xuất bản, nhà xuất bản Công Thương duyệt nè, rồi bạn phải in sách nè, bạn phải tốn tiền khoảng mấy chục triệu in sách, rồi phải biên tập sách, rồi phải xin giấy phép, rất là nhiều thứ. Và để mà bạn đưa cái quyển sách mình ra nhà sách á, nó cần một khoảng thời gian, nhiều khi là cả nửa năm. Mà không biết là cái quyển sách mình nó có bán được hay không nữa. Trong khi nhờ cái Amazon khai đồ này á, mà bạn có thể đăng bất kỳ một cái quyển sách nào mà bạn thích, bạn viết, bạn đam mê, mà mình cũng không cần phải xin phép ai. Miễn sao bạn đảm bảo đúng cái chính sách của cái sản phẩm của mình là được.
khi mà bạn chọn cái kích cỡ hồi nãy là 8,5 11 thì cái lỗi hồi nãy á nó đã sửa xong rồi, nhưng mà nó xuất hiện một cái lỗi khác là nó có một cái vấn đề về chủ đề về chất lượng nè. Để mà xuất bản cái bìa sách này thì bạn cái tag của bạn nó bị tràn ra ngoài mặt in, thì có thể là cái tag của mình nó bị dài quá, thì mình cần phải là mình rút ngắn cái tag từ cái cover nè các bạn. Nghĩa là khi các bạn làm nó sẽ có phát sinh rất là nhiều lỗi, và cái lỗi á nó sẽ báo phía bên tay trái, thì trong cái tay trái bạn đọc á thì bạn sẽ suy luận ra cái mình nó đang bị lỗi gì. Thì bạn thấy là nãy mình sửa cái lỗi kia rồi, nhưng mà ở đây nó vẫn có một cái lỗi nữa, thì cái lỗi này nó là do là cái test của mình đó nó bị tràn ra ngoài ha. Như vậy thì mình cần phải sửa những cái test, rút ngắn cái test mình lại, những cái câu văn là mình rút ngắn lại cho nó đừng có bị tràn, sau đó mình submit lại thôi. Để mà sửa những cái test mà nó không có bị tràn thì bạn phải vô lại cái bút cover, bạn lắp lại cái bút cover. Sau đó là bạn thử là bạn rút ngắn cái test mình lại. Sau đó mình sale, mình review ha. Sau khi mình review xong á thì mình submit. Sau khi mà mình sửa xong á, bạn thấy là cái nút approve á, nó đã sáng lên đúng không? Thì bạn nhấn nút approve là xong. Thì hồi nãy á, mình đã chỉnh một cái là mình chỉnh lại cái size của cái cover là 8,5 11. Cái nữa là nó báo là cái phông chữ của cái quyển sách mình á là nó không đúng chuẩn. Thì bạn khi mà nó báo vậy thì bạn kiểm tra còn lại cái là phông chữ của mình nó đã đúng chuẩn hay chưa. Nếu mà nó chưa đúng chuẩn thì bạn chỉnh lại cái phông chữ canh lề cái quyển sách mình nó cho nó ok một chút thì bạn bạn mới mới submit được ha. Thì cái lỗi nó chỉ là lỗi phông chữ và lỗi canh lề thôi đó, thì nó đã hiện sáng approve rồi. Thì mình nhấn nút approve cái là mình duyệt cái quyển sách của mình, và khi đó bạn chọn như đây nè, bạn xem cái menu và bạn đặt giá, nó cũng giống như vậy, đặt giá của cái quyển sách mình nó paperback. Thì paperback nó cần một cái phí để mà phí in của cái quyển sách, nên là cái chi phí nó cao. Nếu mình đặt cái giá là 4.99 đô mà giống như khai đầu ebook á thì bạn sẽ bị lỗ à, bạn không có lời đúng không, thì mình phải đặt cái giá nó cao cao một chút, ví dụ là 8.99. Thì bạn thấy là nếu bạn bán cái giá mà 8,99 thì bạn được có 0,59 nè. Thì đối với những cuốn sách mà sách in á thì bạn cần phải để giá nó cao một chút, là mình để 12, thì mình bán cái giá là 12.99 thì mình được hưởng là lòng trung thành là 2,99 đô. Còn nếu mà bạn chọn 40% thì bạn sẽ hưởng cái giá nó khác. Thì ở đây mình bán cái giá là 12,99 thì bạn được quyền bán trong cái giá là 8 đô nè. Giá trong 8 đô đến 250 đô, thường những cái quyển mà người ta in á thì cái giá nó cao lắm, nên bạn cứ bán cái giá cao ha. 15,99 thì đâu đó nó khoảng tầm 3-400 ngàn Việt Nam á. Thì mình nghĩ là giá 15,99 hay cover là được, tại vì cái phí in của nó hết 4,81 đô rồi. Và bạn được hưởng 60% của cái tiền còn lại sau khi trừ cái phí in thì nó là 4,79 đô.
Và nếu bạn cảm thấy là tất cả mọi vấn đề nó đã ok hết rồi thì bạn nhấn nút public thì cái quyển sách của bạn sẽ được public ha. Thì giống như ở hôm qua thì mình có public một cái quyển sách, có nghĩa là đăng cái quyển sách với cái dạng quyển sách mình đăng là paperback, thì bạn thấy là cái quyển sách paperback đang ở chế độ là review nè, nghĩa là bạn đăng lên thì nó cần một khoảng thời gian là review. À, còn cái khai đầu bút á, thì nó sẽ duyệt nhanh hơn, và cái quyển sách mà khai đầu bút mình mới vừa đăng hôm qua đó. À, và quyển sách này nó đã lên trên Amazon rồi. Thì đó là toàn bộ cái cách mà mình đăng sách paperback hoặc là bạn đăng cái khai đầu ebook, là một cái quy trình đi từ bắt đầu từ điểm A, bạn không có biết viết cái gì, đến mình đã dẫn bạn đến cái cách mà mình chọn chủ đề viết, cách lên outline của một quyển sách, và cái cách mà bạn đăng sách lên như thế nào, bạn chọn giá là như thế nào đó. Thì tất cả những cái quy trình đó là mình đã nói trong cái chuỗi video hướng dẫn cho bạn cái cách mà bán sách trên Amazon khai đồ. Thì cái việc mà biết sách trên Amazon khai đồ, mình nghĩ là mình khuyến khích mọi người sẽ cùng tham gia với nhau là biết sách, nó sẽ giúp cho bạn cải thiện được rất là nhiều kỹ năng. Ngoài ra nó giúp cho bạn kiếm tiền online, nó còn giúp cho bạn là có được cái brand name về sau, cải thiện được kỹ năng viết, và mình sẽ gia nhập trong cộng đồng quốc tế. Cái người Việt Nam mình sẽ được xem là một trong những nước mà xuất bản sách nhiều trên thế giới chẳng hạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.